Đến thời điểm này của trận đấu, ai cũng nghĩ Albin Olsen sẽ là người giành chiến thắng. Anh đã giành trọn 4 điểm liên tiếp kể từ khi bị dẫn với tỷ số 3-6 và thậm chí còn học thành công cách phá của đối thủ. Ở ván 10 này, dù là phải với tay hay sút tề, cầu thủ người Áo vẫn thực hiện rất hiệu quả. Thế nhưng con bi số 7 lại phá hỏng tất cả. Sút tề thành công, bắn đường xa thành công, bắn côn tay thành công, tưởng như Albin Olsen đã bật chế độ không thể ngăn cản. Dù vậy, cú chém dày của anh ở con bi số 7 tưởng chừng như là tình huống đơn giản nhất ván đấu thì anh lại đánh trượt. Bi số 7 lạc lỗ và cơ hội được trao lại cho Sen. Và tất nhiên, Sen Van Bonin chẳng mắc sai lầm nào để có thể kết thúc trận đấu. Không cần phải nói về Sen Van Bonin nữa, anh là cầu thủ nổi bật nhất nước Mỹ và trên toàn thế giới trong 10 năm qua. Cầu thủ này đã vô địch rất nhiều giải đấu lớn như US Open, WCC Classics. Nhiều người cho rằng anh thiếu những chức vô địch thế giới, nhưng cầu thủ này đã hóa giải thành công lời nguyền vào năm 2022. Trong khi đó, Albin Olsen chính là một trong số ít những cầu thủ thách thức vị thế của Sen ở đấu trường Billards thế giới. Anh vô địch 9 bi thế giới 2 lần cùng hàng loạt chức vô địch châu Âu, giải China Open hay World Cup of Pool. Những năm 2016 và 2011, Albin Olsen chính là cầu thủ liên tiếp vô địch những giải đấu lớn và cạnh tranh với chính Sen Van Bonin ở vị trí số 1 thế giới. Ở giải vô địch 8 bi thế giới 2013, Sen Van Bonin đã để thua Chan Yulung ngay ở vòng 1, nhưng sau đó lần lượt vượt qua Sina Valizade, Xia Chiechan và Daniel Gutenberger để vào vòng sau. Còn Albin Olsen thắng Sebastian Bakowski để thua Naoyuki Oi, rồi sau đó vượt qua Mikael Ogas ở trận đấu cuối để lọt vào vòng 32. Ở ván đầu tiên, Sen là người được phá và cú phá rất mạnh. Tí nữa thì đưa bi cái bật ra khỏi bàn. Hình bi là tương đối thoáng, đặc biệt là những cầu thủ đẳng cấp cao như Sen. Khi sắp hết thời gian, cầu thủ người Mỹ chọn bi sọc, nhẹ nhàng đánh bi 12 vào lỗ. Sau đó anh nhẹ nhàng dọn bàn và mở tỷ số của trận đấu loại trực tiếp này. Thế nhưng cú phá tiếp theo của Sen đã không thể đưa bi nào xuống lỗ. Cơ hội đến với Albin Olsen, dù hình bi không quá dễ, anh cũng quyết định chọn bi sọc khi đưa 10 vào lỗ giữa. Tuy nhiên sau đó cầu thủ người Áo lại đánh thủ. Dù vậy, Sen cũng không hề vội vã mà lại tiếp tục điều bi để nhốt chính con bi 14 mà trước đó Albin Olsen đã đánh thủ. Đánh cờ thêm một lúc, Albin Olsen quyết định dọn bàn. Anh ăn liên tiếp được 4 bi, nhưng suýt thua luôn vì bi số 8 chạm mép lỗ giữa. Anh sau đó ăn bi số 9, cố gắng gãi bi 14 ra nhưng cuối cùng vẫn đuổi. Cú sút tê này đã quyết định cả ván đấu và Albin Olsen đánh trượt. Sen sau đó vào bàn, dọn 4 bi, giấu cái thêm một lần nữa rồi dọn nốt bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Sau khi phá lệ ở ván trước, lần này Sen cho được 3 con bi mục tiêu xuống lỗ và hình bi rất tời. Anh chọn sọc và dọn bàn rất nhàn, chỉ sau 30 giây và tỷ số là 3-0 cho cầu thủ người Mỹ. Ván sau thì mọi thứ khó hơn hẳn. Tự dưng 3 con bi dính vào nhau, sọc có, trơn có, 8 có. Sen cố gắng đánh điều cái khi ăn bi trơn để phá hình, nhưng hình thì phá được, nhưng bi lại không vào lỗ. Thành ra Albin Olsen được trao món quà trên trời rơi xuống và có điểm số đầu tiên của mình ở trận này. Cú phá của Albin Olsen thì không được uy lực như Sen, nhưng anh vẫn đạt được mục tiêu ép bi xuống lỗ 10. Hình bi cũng không quá dễ, nhưng cầu thủ người Áo vẫn rất quyết đoán chọn bi trơn rồi ghé nhẹ bi số 8 ra vị trí tốt. Như vậy mà anh cũng có pha dọn bàn để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Thế nhưng vận xui đã đến với Albin Olsen khi ở ván sau anh phá chết cái. Sen Van Bonin vào bàn và suy nghĩ một lúc, anh chọn bi trơn. Sau khi dọn gần hết bi dễ, cầu thủ người Mỹ điều cái ra sau bi 6 để đưa con bi này về lỗ xa. Anh thành công hóa giải tình huống khó nhất trận và nâng tỷ số lên 4-2. Cú phá tiếp theo của Sen khá tời nhưng không bi nào rơi xuống lỗ. Cơ hội được trao cho Albin Olsen, nhưng cầu thủ sinh năm 1990 lại không thể đưa bi số 6 xuống lỗ 10 ở một cú chém dày. Món quà được trao lại cho vận động viên của Mỹ và khoảng cách 3 ván được tái lập. Ván sau, Sen có hình bi không quá thuận lợi vì dù một số bi trơn không sát nhau nhưng lại bị đối phương chặn mất đường ăn. Sau khi cân nhắc hai con bi 1, 2 ở ngay đầu lượt không được, anh quyết định để nó đến cuối cùng. Và rồi, một pha điều không tốt khiến cho cái cồn bằng. Anh vẫn ăn được 1 nhưng không thể điều khiển được cái. Và rồi khi cố ăn 2, cầu thủ sinh năm 1983 đã không thành công. Vì số 2 lắc lỗ và là cơ hội không thể tốt hơn cho Albin Olsen rút ngắn tỷ số trận đấu. Cú phá tiếp theo của Albin Olsen khá may mắn vì mục tiêu của anh không đạt được, nhưng bi mục tiêu vẫn rơi xuống lỗ. Khi hình không quá xấu thì với đẳng cấp cao nhất của mình, cầu thủ người Áo được kỳ vọng sẽ ăn điểm. Dù vậy, sau khi xử lý rất tốt ở các con bi đầu tiên và con 4 khá cồn tay, anh lại đánh trượt con 7 rất khó hiểu. Anh chán tới nỗi ra khỏi bàn và tháo luôn găng thi đấu. Thấy Albin Olsen tháo găng, nhưng Sen vẫn bắt đối thủ vào bàn thêm 2 lần nữa để ra hình bi đuổi. Cầu thủ sinh năm 1990 thì chán quá rồi. A bằng không hợp lệ,
và Sen dễ dàng dọn bàn lên điểm số thứ 6. Sen phá tốt ở ván sau nhưng ngay lập tức đánh hỏng ở combi tiếp theo, có thể nhưng đã có sai số đến từ cầu thủ người Mỹ. Sau khi tỏ ra chán bia ở ván trước thì ván này Armin Nelson đã đeo găng vào rồi nên đánh rất tử tế. Có cơ hội là anh dọn bàn sạch sẽ, rút ngắn tỷ số xuống còn 4-6. Cú phá tiếp theo của Armin Nelson lại may mắn khi bị số 2 bị va chạm và rơi xuống lỗ. Không phụ lòng tin của thần linh, cầu thủ người Áo có một pha dọn bàn đẹp mắt đưa khoảng cách về điểm số xuống còn 1 điểm. Có vẻ như là Armin Nelson chẳng có công thức phá nào, trái ngược với Sen. Nhưng một lần nữa may mắn lại mỉm cười, B15 rơi xuống lỗ góc sau cú phá, và sau đó là tỷ số 6 đều. Ở đẳng cấp này thì chỉ cần 30 giây là dọn xong một hình bi đẹp. Ván sau, Armin Nelson đổi vị trí phá và ép được con bi 1 vào lỗ giữa. Lại thêm 30 giây trôi qua và lại thêm một điểm nữa cho cầu thủ người Áo. Anh ăn điểm ở 4 ván liên tiếp và bật tôm từ 3-6 thành 7-6. Học được cách phá bi thành công, Armin Nelson có cơ hội lớn giành chiến thắng. Anh đánh 2 bi liên tiếp rồi sút T thành công, nhưng ở con bi đường xa tiếp theo lại không thể đánh nổi. Sen vào bàn khi đường thông hề thoáng nên tỷ số là 7 đều. Sen phá thì uy lực và chuẩn xác hơn hẳn. Sau khi hai con bi mục tiêu rơi xuống lỗ, hình bi ván này ra rất tơi cho cầu thủ người Mỹ. Anh chọn bi sọc và cố cú dọn bàn tiếp theo nâng tỷ số lên thành 8-7. Gần như chắc chắn cứ Sen phá thì bi số 2 phải rơi xuống lỗ 10. Lần này kịch bản không khác gì ván trước. Tỷ số là 9-7 sau chỉ gần 1 phút cầu thủ người Mỹ vào bàn. Đến đúng Văn Hiếu, Sen lại phá không ăn bi nào. Armin Nelson vào bàn và dù hình bi không phải là dễ, anh vẫn chọn sọc rồi sau đó có pha gãi bi 8 ra khỏi nhóm bi trơn đang bao vây một cách cực kỳ mượt mà. Nhờ thế mà Armin Nelson có điểm số thứ 8. Nhưng cũng giống Sen, vào ván căng thẳng thì Armin Nelson lại phá không ăn bi nào. Không giống như lần trước, Sen không phải giải bất cứ hình bi nào. Cuối cùng anh chốt 8 vào lỗ góc để thẳng tiến vào vòng trong. Tưởng chừng như sẽ bị đối thủ đẩy vào ván hiều hiều quyết định, nhưng cuối cùng thì bọ hung đã biết cách để giải quyết tất cả những tình huống then chốt, ghi điểm thứ 10 đầy xứng đáng, qua đó tiếp tục hành trình của mình tại giải vô địch 80 thế giới 2013. Một trận đấu với diễn biến thay đổi chóng mặt theo từng con bi, từng ván đấu, khi mà Armin Nelson tưởng như đã đón nhận một trận thua đậm, lại tận dụng rất tốt lợi thế từ sự cổ vũ của khán giả nhà để vươn lên dẫn ngược Sen. Thế nhưng rồi, bản lĩnh của đứa trẻ Nam Dakota đã được phát huy đúng lúc để giúp anh có được chiến thắng cuối cùng.